Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em My nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép nhiều màu giá tốt cho quý cô chú anh chị em mình sưu tầm nha. Rồi anh chào My. Dạ anh chào anh Thái, mến chào cô chú anh chị đang theo dõi kênh Thái như đang xem clip của em ha. Thì trước hết xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa rồi ha. Địa chỉ nhà vườn em là Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp. Số điện thoại như số Zalo em là 0907 426 576. Thì rất mong được sự ủng hộ của chú anh chị trong clip hôm nay ha. Em lên mã đầu tiên cây số 1, cây này ba màu cô chú anh chị. Tán ngang cây này em đo là 58, chiều cao là 66, hoành là hoành 10. Cây mã số 1 em xin cho luôn giá là 200.000. Một rễ quý anh chị em. Dạ, 200.000 cho mã số 1. Cây này gồm gói với hấu đỏ, đỏ rết với da và cam lửa. Em đã bao gồm phí ship hả cô chú anh chị. Thêm lên mình mã số 2. Cây này 4 màu cô chú anh chị. Tán ngang cây này em đo là 80, chiều cao là 95, hoành là hoành 17. Mã số 2 cái này em xin giao luôn giá là 340.000. Nó bị chạy nhẹ của chú anh chị. Gồm có trắng tuyết, đỏ vết, vết pizza, cam lửa và phất hồng sakura 4 màu. Tiếp em lên cho mình mã số 3. Tán ngang cây này em đo là 60, chiều cao là 1m04, hoành là hoành 20. Cây này cũ bị lỗi nhẹ của chú anh chị, dưới mấy cái bò này bị gất sẵn này ha. Cây mã số 3 này em xin giao lưu với mức giá là 260.000. Cây này gồm có đỏ rết pizza, tím bướm, vàng thái, hồng gân. Tiếp em lên cho mình mã số 4. Tán ngang cây này em đo là 68, chiều cao là 85, hoành là hoành 18. Mã số 4 cây này em xin giao luôn mức giá là 250.000. 250.000. Hồng thái, cam thái, đỏ thái của anh chị em. Dạ. Tiếp em lên cho mình mã số 5. Tiếp nữa siêu bông màu cà của anh chị em, tím cà. Tán ngang cây này em đo là 54, chiều cao là 70, hoành là hoành 12. Mã số 5 cây này em xin giao luôn mức giá là 230.000. Phơm đàn rất là tròn cô chú anh chị. Tiếp em lên cho mình mã số 6. Một cây tiểu Ấn Độ. Tán ngang cây này em đo là 68, chiều cao là 83, hoành là hoành 12. Mã số 6 cây tiểu Ấn Độ này em xin giao luôn mức giá là 230.000. Tiếp em lên cho mình mã số 7. Gồm có hồng tiết, tím pháp và trắng lửa anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 62, chiều cao là 70, hoành là hoành 12. Mã số 7 cây này em xin giao luôn mức giá là 200.000. 200.000 cho mã số 7. Tiếp em lên cho mình mã số 8. Cây một rễ quý anh chị em. Cam thái, đỏ thái, vàng thái. Tán ngang cây này em đo là 69, chiều cao là 85, hoành là hoành 13. Mã số 8 cây này em xin giao luôn giá là 240.000. 240.000 cho mã số 8. Tiếp em lên cho mình mã số 9. Một màu trắng tuyết quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 57, chiều cao là 90, hoành là hoành 13. Mã số 9 cây này em xin giao lưu mức giá là 250.000. 250.000 cho mã số 9. Tiếp em lên cho mình mã số 10. Tím tuyết quý anh chị em, lá xanh siêu bông. Tán ngang cây này em đo là 60, chiều cao là 56, hoành là hoành 12. Nó bị lỗi nhẹ cái rễ chút xíu thôi cô chú anh chị. Mã số 10 cây này em xin cho luôn giá là 200.000. 200.000 cho mã số 10. Tiếp em lên cho mình mã 11. Cây hồng gân.
tán ngang cây này em đo là 55, chiều cao là 55, hoành là hoành 11, mã 11 cây hồng gân này em xin giao luôn giá là 180.000, 180.000 cho mã 11 cây hồng gân. Tiếp em lên cho mình mã 12, một cây ghép hai màu phụng hoàng lửa và vàng hoàng kim của anh chị em. Xin lỗi, vàng lửa nha. Tán ngang cây này em đo là 37, chiều cao là 62, mình có em đo vị trí này là hoành 13. Mã 12 cây này nó bị chày nhẽ của chú anh chị, em để lại là 200.000, 200.000 cho mã 12. Cây đang kéo nụ ha. Tiếp em lên cho mình mã 13, trắng lửa, tím bướm, hồng tuyết và tím tuyết quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 60, chiều cao là 70, hoành là hoành 12, mã 13. Cây này em xin giao luôn mức giá là 220.000, 220.000 cho mã 13. Tiếp em lên cho mình mã 14, một cây tím bướm, một cây mini quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 49, chiều cao là 50, hoành là hoành 12, mã 14 cho tím bướm nha, em xin cho luôn giá là 200.000, em đã bao gồm phí ship hết rồi ha. Tiếp em lên cho mình mã 15, tiếp tục là một cây tím bướm. Tán ngang cây này em đo là 60, chiều cao là 62, hoành năm đây vị trí này là hoành 14. Mã 15 cây này em cũng xin cho luôn giá là 200.000, 200.000 cho mã 15. Tiếp em lên cho mình mã 16, một cây kép 4 màu, màu vàng, màu đỏ, màu hồng, còn một màu nữa quý anh chị em, màu trắng. Tán ngang cây này em đo là 86, chiều cao là 92, hoành là hoành 12. Mã 16 cây này em xin giao luôn mức giá là 350.000, 350.000 cho mã 16. Tiếp em lên cho mình mã 17, cây ghép nhiều màu. Tán ngang cây này em đo là 46, chiều cao là 79, hoành là hoành 16. Mã 17 cây ghép 4 nhiều màu này em xin giao luôn với mức giá là 300.000. Tiếp em lên cho mình mã 18, đỏ thái pizza, tiểu Ấn Độ, tím bướm, hồng tuyết, trắng tuyết, cam lửa, 5-6 màu quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 79, chiều cao là 96, hoành là hoành 18. Mã 18 cái này em xin giao lưu mức giá là 420.000, 420.000 cho mã 18. Tiếp thêm lên trên mình mã 19, một cái tiểu Ấn Độ ghép gốc cheetah, hoa rất đậm quý anh chị em, một cốt thẳng luôn, cây này siêu đẹp ha. Tán ngang cây này em đo là 69, chiều cao là 1m12, hoành 12. Cây tiểu Ấn Độ ghép gốc cheetah mã 19 này em xin giao lưu với mức giá là 300.000, cây rất là đẹp luôn của chú anh chị ơi. Tiếp thêm lên mã 20, gồm có tím bướm, trắng tuyết, red pizza. Tán ngang cây này em đo là 66, chiều cao là 89, hoành là hoành 16. Mã 20 cây này em xin giao lưu mức giá là 420.000, 420.000 cho mã 20. Tiếp em lên cho mình mã 21 là một cây cẩm thạch tím siêu bông. Sạch búp quýnh chèm. Tán ngang cây này em đo là 80, chiều cao là 90, hoành là hoành 22. Mã 21 cây này em xin giao lưu với mức giá là 460.000,
460.000 cho mã 21. Tiếp em lên cho mình mã 22, cũng là cẩm thạch tím siêu bông luôn. Tán ngang cây này em đo là 79, chiều cao là 85, hoành là hoành 18. Mã 22, cây này em xin giao luôn giá là 450.000. 450.000 cho mã 22. Tiếp em lên cho mình mã 23, cũng là cẩm thạch tím siêu bông. Tán ngang cây này em đo là 68, chiều cao là 76, hoành 21, mã 23. Cây này em xin Zalo mức giá là 450.000. Bây giờ chạy nhẹ hả cô chú anh chị? Cuối clip em lên cho mình mã 24. Tiếp tục là một cây cẩm thạch tím siêu bông của anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 62, chiều cao là 97, hoành là hoành 19, mã 24. Cây này em xin Zalo với giá là 480.000. 480.000 cho mã 24. Và mã 24 cũng là mã cuối clip hôm nay của em ha. Cuối clip cảm ơn Thái, cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian xem cái kênh Thái như xem clip của em. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip tiếp theo của em ha. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha. Vườn em mi nha.